Trọng Nguyên kính chào lại tất cả các quý vị mến thương trong diễn đàn của ngày hôm nay. Chương trình và chủ đề của ngày hôm nay thì chúng ta cũng giống như thường lệ là chúng ta sẽ đi sát về những bản tin đang xảy ra với cuộc chiến tranh vẫn tiếp tục leo thang và có nhiều vấn đề mà Nguyên muốn chia sẻ với các quý vị. Là cái quan điểm mà hòa bình đó, nó có nhiều quan điểm khác nhau. Có nhiều người thì họ mệt rồi, ôi thôi nhường cho Nga đi, nhường cho Nga đi, ký hòa bình nó khỏe, vì chiến tranh quá lâu quá mệt, đã mệt mỏi bơm đạn hoài. Có nhiều người họ suy nghĩ như vậy, chứ không phải là không có các quý vị, có rất là nhiều. Có rất người thì rất là giữ nguyên cái lập trường của mình, là lãnh thổ phải lấy hết cho bằng được, cái nào cũng lấy hết, không có đàm phán với Nga về vấn đề chia lãnh thổ để mà tìm một cái biện pháp hòa bình. Và cái điều đó họ không chấp nhận. Thì tất nhiên mỗi ai cũng có quan điểm, và trong lực lượng quân đội và chính trị đều như thế hết. Nên Nguyên cũng không có rõ là cái bản tin giữa ông tham mưu trưởng và phía bên tham mưu trưởng của Nga có vượt qua quyền để mà thỏa thuận hay không thì chưa có khẳng định. Thì người ta có hỏi qua Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Ukraine về cái vấn đề này. Thì ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Ukraine đó, ông mới giải thích rằng là tôi không biết chuyện nó có thật hay không, nhưng mà tôi khẳng định là chính phủ của chúng tôi hiện bây giờ chưa có bất cứ một cái đàm phán nào hết. Và những ai đang âm thầm yểm trợ về cái vấn đề đó, đối với tôi nó không hợp với hiến pháp của Ukraine. Đây là cái lời phát biểu khá là nhẹ nhàng của ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Ukraine khi người ta đặt một cái câu hỏi về cái vấn đề sự thỏa thuận bí mật. Ngoài ra thì các vị cũng biết đó, là ông thị trưởng của Kiev đó, với Tổng thống Zelensky đó, nó không có hợp. Nó không hợp từ khá lâu rồi. Gần đây nhất thì ông ta đã có trả lời trước báo chí là ông ta đã không có nói chuyện với Tổng thống Zelensky một thời gian khá dài. Ông ta nói là đã không nói chuyện một thời gian gần cả năm. Lý do là ông ta nói là cái cách lãnh đạo thiếu cái sự leadership, có nghĩa đủ khả năng lãnh đạo. Ông ta đánh giá là Tổng thống Zelensky không đủ khả năng lãnh đạo theo ông thị trưởng Kiev. Thì cái điều này nó cũng rất là dễ hiểu các quý vị. Ai mà ở làm chính trị ở tại Hoa Kỳ thì hiểu. Đâu phải ông thị trưởng nào cũng thích ông tổng thống đâu. Đất nước tự do là gì? Ông thống đốc đâu phải thích ông tổng thống đâu. Thí dụ thống đốc Florida có thích tổng thống Joe không? Không. Là cái chuyện nó rất là bình thường. Chỉ có Việt Nam chúng ta là bắt buộc phải thích chính phủ thôi, không có được lựa chọn. Chứ không có ông nào mà huyện xã Việt Nam nào mà dám chỉ trích chính phủ. Chỉ có Việt Nam chúng ta là lúc nào cũng đồng lòng hết. Bác là điển. Chỉ có Việt Nam chúng ta là như vậy thôi. Còn những cái quốc gia tự do dân chủ á, thì là do cái cảm nghĩ của một nhà lãnh tụ. À, tôi thích ông này làm việc được. Ủa, ông này làm không việc được, tôi không thích. Mình lên tiếng liền, mình thích thì mình thích, không thích thì không thích. Nhưng mà Việt Nam thì không được. Không, chuyện đó là không có được, cái vụ đó là không được rồi đó. Bác với đảng là không bắt buộc là phải thích, chứ không có vụ mà không thích được. Không thích là phản động, đó. Nên là cái điều đó thì mỗi quốc gia nó đều có những cái bộ máy chính trị nó làm việc nó như vậy. Nên là cái xích mích giữa ông thị trưởng với Tổng thống Zelensky thì đây không phải là chuyện gì mới, nó là cái chuyện rất là cũ. Cỡ này thì ông trả lời cho bác chí là ông nói là cái sự lãnh đạo, cái sự tài ba lãnh đạo không có, nói chung chung là như vậy. Ngoài ra cái chuyện lạ nó là cựu tổng thống của Ukraine đã bị cấm xuất cảnh. Đây không phải lần đầu tiên. Không phải lần đầu tiên. Nó có nhiều nguyên nhân và lý do. Các vị biết, đặc biệt là sắp sửa. Lý do đang sôi động là bởi vì Ukraine không bầu cử. Đúng ra năm 2024 Ukraine bầu cử, nhưng bởi vì quốc hội đã bỏ phiếu hơn 65% đã không bầu cử, nên đã dẫn đến nhiều cái thế lực chính trị khác họ không hài lòng cái điều đó. Họ cho rằng là nếu một cái quốc gia mà không bầu cử thì đâu phải quốc gia tự do dân chủ, chuyện gì cũng phải đi bầu cử. Đó là những cái quan điểm chính trị nó dẫn đến nhiều cái đảng phái chính trị tự do, mà chúng ta có nhiều đảng phái, họ chống đối cái cuộc bỏ phiếu vừa qua ở tại quốc hội. Nhưng nó cũng vô lý các vị, quốc hội đại diện cho dân, mà bây giờ quốc hội họ cho rằng là cái giai đoạn này nó không cần thiết bầu cử, gia hạn thêm để cho tình hình cuộc chiến ổn định lại. Thì bây giờ thì có những cái tổ chức chính trị họ không hài lòng cái điều đó. Họ không hài lòng cái điều đó. Nên cái mâu thuẫn giữa ông cựu tổng thống với tình hình chính phủ bây giờ nó xảy ra. Nó là phía bên báo tình báo nó cấm ông cựu tổng thống xuất cảnh đi ra ngoài đất nước. Đó là bản tin liên quan đến tình hình nội bộ trong cái cuộc chính trị. Và bây giờ chúng ta bước qua những bản tin khác nha. Bản tin tổng thống Belarus đi cầu cứu chết. Sanko đang đi cầu cứu. Đang đi cầu cứu vì Sanko đang sắp sửa bế tắc về kinh tế và đang lo chết rồi. Cái tụi châu Âu mà nó đóng biên giới rồi, sao tao chiên hàng quá tao bán với ai, tao chuyển ngay, tao mua sao đây. Đang nhức đầu nhức ốc.
Vì các vị cũng biết là cái biên giới giữa châu Âu và Nga sắp sửa đóng hoàn toàn. Phần Lan đã đóng hoàn toàn rồi. À, phía bên ở miền Bắc với là Rumani với Estonia họ đang ở trong cái giai đoạn xem xét. Họ đang cái giai đoạn xem xét là họ có đóng biên giới với Nga luôn hay không, có nghĩa là từ nay sắp tới không có xe cộ gì chạy, xe lửa, xe gì, máy bay rồi người gì đó không có ai qua được hết. Hoàn toàn là đóng cửa biên giới. Thì đóng cửa biên giới thì Nga không chết, Nga thì bình thường. Nhưng Belarus chết. Vì ông Belarus không có bàn giao với ai hết á, chỉ có bàn giao làm ăn với Nga thôi. Rồi chở hàng hóa bằng cách nào? Nên là ông Belarus bây giờ ổng lo, tuy rằng biên giới chưa đóng nhưng ổng lo xa rồi. Ổng không phải đi cầu cứu Putin, không, vì Putin không giúp đỡ được ổng. Nên ổng phải bay thẳng tới Tập Cận Bình đi cầu cứu Trung Quốc. Thì cái chuyến đi của ông Zelensky mục đích chính là thay đổi đối tác thương mại, không bắt tay làm ăn với Nga mà bắt tay với Trung Quốc, vì Trung Quốc có thể cung cấp hàng hóa mà buôn bán giao thang với Belarus trực tiếp, vì hiện bây giờ người ta chưa cấm vận Trung Quốc. Máy bay của Trung Quốc, tàu bè của Trung Quốc, đồ của Trung Quốc có thể đi một cách dễ dàng. Nhưng Nga thì không được nữa. Hàng hóa mua từ Nga cũng khó khăn vì thuế má cao với cái lệnh trừng phạt. Nhưng Trung Quốc thì không. Nên là ông Tổng thống Shevchenko bắt đầu bắt tay với Trung Quốc để giải quyết cái vấn đề khó khăn trong những ngày kế tiếp đất nước về vấn đề bang giao về kinh tế. Nên là Trung Quốc lại có lợi nữa. Trung Quốc bây giờ là hốt đàn em của Nga gần hết rồi. Nguyễn thấy là Trung Quốc bây giờ là hốt đàn em của Nga gần hết. À, bây giờ đàn em của Nga là bắt đầu đi theo Trung Quốc hết. À, đi theo Trung Quốc hết. Đàn em của Nga bây giờ Nguyên thấy những cái quốc gia mà nằm ở trong trung tâm đó ha, trung tâm mà giữa Trung Quốc rồi Nga đó, Kazakhstan, Kyrgyzstan rồi đó. Nguyên thấy bây giờ là phần lớn là họ nghiêng về Trung Quốc hết. Vì họ thấy cái tình hình của Nga suy yếu. Nga không còn phải là cái điểm tựa nữa, không còn cái điểm bảo vệ được nữa. Đó, nên bắt đầu là suy yếu, nên là bắt đầu họ nghiêng nghiêng về. Họ nghiêng rất là rõ về cái khía cạnh này. À, phía bên Trung Quốc. Đây là bản tin liên quan đến cho các quý vị thấy rõ được là trong cái cuộc chiến tranh ở trên thế giới thì cái người có lợi nhất hiện bây giờ về với nhiều mặt đó là Trung Quốc. Thứ nhất là về mặt ảnh hưởng ngoại giao, Trung Quốc đã ảnh hưởng ở tại Trung Đông và những quốc gia ở tại giao tranh Ukraine và Nga, thì Trung Quốc hốt đàn em của Nga về mình, phía mình hết. Ngày xưa tiệm McDonald's, tiệm Starbucks, tiệm hãng xe hơi bán truyền hình TV là của thế giới, của nhiều quốc gia đầu tư, bây giờ đi hết rồi. Trung Quốc mua hết, hốt lại hết. Trung Quốc cuối cùng là Trung Quốc nó thể tới là sẽ là ông chủ của đất nước Nga. Với tình hình Nga bị hoàn toàn lệ thuộc về kinh tế của Trung Quốc, không bao lâu nữa Trung Quốc sẽ đánh vào kinh tế và Trung Quốc là người chủ những cái tập đoàn lớn và công ty lớn của Nga. Vì Nga phải cần cung cấp tiền bạc, vì Nga bị cô lập với thế giới, không bàn giao với ai được nữa nhiều nữa, chỉ có bàn giao với Trung Quốc là cái đối tác chính. Và cuối cùng thì Trung Quốc nó sẽ xâm nhập vào cái thị trường của Nga và ăn mòn cái nền kinh tế của Nga. Ông Trung Quốc ổng hay cái điều đó lắm. Nên là trong cái cuộc giao tranh này thì Trung Quốc là người đã đem được cái lợi nhuận cho mình khá nhiều trong nhiều mặt, các vị, về mặt từ ngoại giao, ảnh hưởng chính trị, leadership, cả luôn mặt về kinh tế. Đó là bản tin liên quan cùng cô chú anh chị em để cho các quý vị thấy rõ. Một bản tin khá là chấn động ngày hôm nay mà Putin lại kêu ký xác lệnh tiếp tục tăng cường lực lượng quân đội lên 15%. 15%. À, để cho các quý vị hình dung ra được lực lượng quân đội của Nga hiện bây giờ là có bao nhiêu người. À, mục tiêu là 2 triệu 2. 2 triệu 2. 2 triệu 2 nhân lực trong quân đội và khoảng tầm 1 triệu rưỡi là binh sĩ. Còn bao nhiêu là những chức vụ sĩ quan làm việc rồi đó. Tổng cộng hết những binh sĩ là khoảng tầm 1 triệu rưỡi, nhân lực tổng thể là 2 triệu 2. Thì các quý vị biết là một con số không hề nhỏ. 2 triệu 2 binh sĩ là con số không hề nhỏ. Mà đó năm 2022 nha. Cái đó đây là cái báo cáo của năm 2022. Ông muốn tăng thêm 15%. Có nghĩa là phải chiêu mộ thêm nữa khoảng tầm 170.000 đến 200.000 binh sĩ cho năm 2024, phải chiêu mộ thêm. Chiêu mộ thêm cái số tiền, cái số binh sĩ đó. Thì đây là một cái bối cảnh tình hình căng thẳng thế giới thì ổng phải làm như vậy thôi. Ổng cũng phải làm như thế vì ổng sợ chứ. Ổng cũng phải sợ vì tình hình chiến tranh hết 300 mấy ngàn binh sĩ của Nga đã tử vong trên chiến trường rồi. À, những binh sĩ tinh nhuệ của Nga đã tử vong rồi. Thì phải bổ sung. À, bổ sung các cái vậy thì thứ nhất là đất nước Nga quá lớn, diện tích quá lớn, phải bảo vệ tất cả những trật tự và nhiều cái vùng đất họ đang đòi độc lập.
Và nếu không đủ cái số lượng binh sĩ để mà ngăn chặn những cái khu vực và đòi độc lập, đất nước Nga nó sẽ tan rã. Nên ổng phải bổ sung cái số đó vào, cái số đó vào các quý vị. Cái con số đó nó rất là phù hợp. À, con số nó rất là phù hợp để cho chúng ta thấy rõ được là 15% mà Mr. Putin đang ký sắc lệnh của ngày hôm nay, để cho các quý vị tham khảo. Và con số là hiện bây giờ được báo cáo cụ thể trong cái danh sách được nêu lên, trong khi đó là 2,2 triệu binh sĩ, và binh sĩ cầm súng là những người mà có thể tác chiến được là 1,5 triệu, 1,5 triệu. Và có con số được công khai chính thức, và cái lời báo cáo của Tổng thống Putin không có cái gì giấu giếm cả. Con số này ai cũng có thể tham khảo được và cũng có thể điều tra được, nó không có cái gì giấu giếm hết. Đó là cái con số cụ thể mà người ta nêu lên. Và bây giờ thì Trung Yên cập nhật, ngoài cái vấn đề mà Putin phải tăng cường binh sĩ để chuẩn bị cho cái cuộc chiến lâu bền ở tại Ukraine, thì ngày hôm nay người ta nói khá nhiều một cái đoạn video mà Ukraine đã mở ra cái sự điều tra, đó là một binh sĩ Ukraine đã bị người ta xử tử, các quý vị. Thì cái video này đã được loan tả ra trên mạng xã hội ngày hôm nay. Thì hiện bây giờ thì người ta đang điều tra cái tội ác chiến tranh. Cái điều đó nó thường xảy ra với những cái sự thù hận, mà điều đó nó có trong nguyên thấy trong cuộc chiến tranh nào nó cũng có hết, chứ không phải chỉ cái nào mình phải nói thẳng là cuộc chiến tranh nào cũng có hết. Những cái binh sĩ nhiều khi cái sự mù quáng thù hận đó, họ bắt được binh sĩ thì họ những có cái hành động vì cái hành động thiếu vấn đề nhân đạo đó, đúng ra bài bắt là phải nhốt vào tù. Hôm nay họ không có nhốt, họ xử tử và họ quay video rồi họ đưa lên. Thì ngày hôm nay thì người ta mở cái điều tra này để mà coi cái tội phạm này. Đó là bản tin nhỏ về cái hành động này để Nguyên muốn chia sẻ cho các quý vị. Ngoài ra cái chuyện gì nó đang nổi bật nữa sau cái sự việc mà chúng ta đang tìm hiểu tình hình cuộc chiến nó đang càng ngày nó đang càng ở trong cái giai đoạn bế tắc, đặc biệt là vấn đề kinh tế. Rồi Khanh cho Nguyên nói cái gói trợ cấp của Hoa Kỳ nó vẫn chưa đến. Mấy ông quốc hội của Hoa Kỳ vẫn chưa có thông qua. Chưa có thông qua cái gói trợ cấp. Chưa có thông qua cái gói trợ cấp đó, nên là Ukraine vẫn phải chờ đợi cái sự yểm trợ của Hoa Kỳ, đặc biệt là đang rất là chậm trong những thời gian sắp tới, rất là chậm. Mong là mấy ông quốc hội của Hoa Kỳ thúc đẩy lẹ hơn. Vậy như vậy á, thì Ukraine mới có vũ khí để mà chiến đấu. Một bản tin nhỏ nữa chia sẻ cùng cô chú anh chị em, đó là tình báo của Anh Quốc ngày hôm nay theo cái điều tra báo cáo của họ cho biết thì là lực lượng của Nga đang mua chuộc mấy bà vợ của những anh binh sĩ. Gần đây nhất thì cái phong trào mấy bà mẹ, mấy bà vợ xuống đường biểu tình và kêu gọi thúc đẩy gửi chồng họ trở về. Thì các vị biết là cái theo người ta đi nhập ngũ là có thời gian, người ta đi lính nhập ngũ thì có thời gian người ta giải ngũ. Thì bởi vì cuộc chiến tranh thì mấy ông này bắt người ta đi không thấy trở về. Thì bây giờ người ta xuống đường biểu tình, người ta biết là chồng người ta như thế nào, thả chồng người ta về, cái thời điểm mà đi nhập ngũ đã hết rồi, vân vân. Thì ngày hôm nay theo tình báo của Anh Quốc thì chính phủ của Nga đã chi bằng tiền mặt. Mấy cái bà mà khiếu nại đó thì được trả bằng tiền để bịt miệng bà. Thì cái điều này nó cũng bình thường thôi các quý vị. Nhiều khi đồng tiền nó làm mờ con mắt, lý tưởng nhiều khi không bằng tiền các quý vị. Nó kêu là lý tưởng là chính, nhưng mà tiền là 10. Cái điều đó là Nguyên rất là thấy. Đặc biệt là phụ nữ về tác động đồng tiền là dễ bị ảnh hưởng lắm. Trời ơi, đấu tranh cho chồng về mà chọn cặp tiền cái là thôi anh cứ tiếp tục đi anh. Thì cái điều đó nó cũng có. Mình phải nói là không phải ai cũng vậy. Nguyên không có thể nói là ai cũng vậy, nhưng Nguyên nói là cái điều đó nó cũng có. Các cái vậy. Nên là mình Nguyên không thể nào nói là người nào cũng vậy hết, nhưng Nguyên nói là cái vấn đề đồng tiền nó làm cho người ta lung lay, đó là chuyện cũng khá là bình thường. Vì chúng ta là con người mà, làm con người thì ai cũng có cái lòng tham, lòng ích kỷ, và ít có ai giữ nguyên được cái tình trạng của mình. Nên tại sao Nguyên nói đó, mấy ông bà nào mà dấn thân và chánh trị, Nguyên dùng cái chữ ông bà hơi khó nghe, nhưng mà Nguyên nói là tất cả mọi người đó, thường á mấy nhà chánh trị gia mà đầu tiên bước vào chánh trị ai cũng dễ thương hết, ai nói chuyện trời ơi tuyệt vời, vì dân, vì nước, vì đủ thứ cả, vì trách nhiệm, vì nhân dân, vì tương lai của đất nước, vì con lai trẻ em. Nhưng mà một thời gian trong chánh trị, với cái sự tác động của đồng tiền, tác động với quyền lực, họ biến chất dần. Họ ở càng lâu trong chánh trị, họ biến chất càng dần. Không ai xa lạ, chúng ta nhìn lại chính trị của Mỹ, chúng ta nhìn Tổng thống Joe Biden,
nhìn bà Nancy, nhìn những người cụ ở đó, chúng ta thấy họ coi lại cái thời mà họ mới bước vào trong chánh trị, coi lại cái bà Nancy khi bà lúc đó bà còn kẻ măng, bà bước vào chánh trị, bà như thế nào, nó hoàn toàn khác với bà bây giờ hết, nó biến chất dần với thời gian. Càng ở trong lâu trong chánh trị chừng nào thì mình sẽ bị nhiễm độc các quý vị, nhiễm độc vì bởi vì đồng tiền, bởi vì quyền lực nó làm dễ cho người ta thay đổi và biến đổi rất là nhiều. Nó là cái vấn đề đó, đồng tiền nó dễ tác động, mà trên thế giới này tiền nó sẽ dẫn đến quyền lực, mà nó là đánh chiến tranh phải có kinh tế cũng phải có tiền, chứ cái miệng nói làm ai nghe, làm sao được, đánh chiến tranh là phải có vũ khí, phải có tiền. Mà cái Ukraine hiện bây giờ đó là không có tiền. Nhưng đối với Nguyên á, là tiền là chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ như con thỏ các người. Chuyện lớn là Nguyên không có tiền. Cô chú anh chị em, nên là cái câu này Nguyên nói cho các anh chị nào mà anh nào mà đang đi gặp gia đình vợ đó, bạn gái mà rủ về nhà để ra mắt đó, mà bố vợ hay là má vợ hỏi con ơi kinh tế, hồi trời ơi bác ơi tiền với con là chuyện nhỏ. Trời ơi, chuyện nhỏ như con thỏ, trời nó bị kinh tế tiền, trời ơi, chuyện nhỏ. Nhưng mà chuyện lớn là con không có tiền, con nói trước rồi nha. Ok, chúng ta nói đùa cho vui. Cho Nguyên chuyển sang qua những bản tin sôi động khác và Nguyên muốn cập nhật cho các quý vị. Ở cách đây vài ngày thì có một bác mới hỏi với Nguyên comment ở trên video đó. Nó kêu là thấy ở trên cái đài gì VTV nói rằng là 10.000 binh sĩ của Ukraine đã đầu hàng cho Nga. Có phải không Nguyên? Nguyên không biết là cái đài VTV nó đưa tin như thế nào. Nguyên không biết. Nhưng mà Nguyên nói thẳng với các bác là không có điều đó. Thực tế là có những binh sĩ bị bắt. Có vài, thí dụ ở tại ngày xưa, tại Mariupol có 2.000 binh sĩ bị bắt. Lâu lâu ở vài nơi cũng có một cái nơi bị đột kích, bị thất bại, nó cũng bị bắt. Nhưng mà con số 10.000 là không có. Cái chuyện đó là không có. Con số vài ngàn thì chúng ta có thể cho là tin được, có thể tầm là Nguyên nói là 3-4-5 ngàn là con số nó có thể cụ thể, bởi vì trong thời gian vừa qua nhiều địa điểm Ukraine cũng thất bại. Mà khi các vị địa điểm thất bại là các vị bị người ta bao vây, bao vây gì không lẽ bây giờ đánh tới giây phút cuối cùng đâu có còn đường thắng nữa, thì có bị đầu hàng, bị đầu hàng, thí dụ bắt 5 người 6 người 7 người chỗ này chỗ kia thì có, chứ mà con số 10.000 nó không có. Cái chỗ lớn nhất, duy nhất một lần đó là gần 2.000 binh sĩ ở tại Mariupol mà thôi, đúng là tổng thống Zelensky ban lệnh đầu hàng 1.000 mấy đó, 1.000 mấy. Nên là cái đài VTV gì đó nó không được xác thực. Nhưng binh sĩ của Nga đầu hàng cho Ukraine, tình nguyện đầu hàng nha, nó khác biệt khi các vị tình nguyện với các vị bị người ta bao vây. Nó là hai cái quan điểm. Bao vây là bởi vì mình không có đường thoát. Bữa nay bị bắt 5 người nè, 5 người đã đầu hàng. Binh sĩ của Nga đầu hàng 5 ngày hôm nay. Nguyên ít có đưa mấy bản tin đó tại vì Nguyên không thấy nó có giá trị. Vì bị bao vây thì đầu hàng là đúng rồi, Nguyên cũng sẽ đầu hàng thôi. Tại vì bây giờ không có đường thắng thì đánh làm cái gì? Bây giờ bao vây bị người ta bao vây hết trơn rồi, làm anh hùng để làm cái gì? Đó. Nên là thí dụ là như vậy. Nhưng mà tự động đầu hàng, hiện bây giờ cái con số Nga tự động đầu hàng trước khi cầm súng đến chiến trường là con số đó là vượt hơn 10.000. Đầu hàng trước, mà những cái người mà được giải cứu khi lên quân đội là khoảng 3.500. 3.500 người được giải cứu. Mà cái con số mà ghi danh đầu hàng đó là trước khi đến chiến trường á, là tôi không muốn đánh chiến tranh vì tôi bị ép đi lính. Trên cái trang mạng mà của Ukraine họ viết á, là bảo vệ mạng sống đó. Tôi là tên gì, tuổi gì, trong lữ đoàn mấy, tôi mới nhập ngũ và người ta sẽ gửi tôi đến Ukraine. Tôi không muốn chiến tranh, tôi muốn đầu hàng bằng cách nào. Thì danh sách hơn 10.000 người, nhưng mà chỉ có giải cứu được 3.000 thôi. Chỉ có giải cứu được 3.000 thôi các quý vị, để cho các quý vị hiểu rõ được cái con số cụ thể. Ngoài ra một bản tin nhỏ Ukraine nữa thì chúng ta sẽ chuyển sang qua một cái đề tài mà của Việt Nam và Campuchia. Ukraine nêu lý do cấm cựu tổng thống xuất cảnh. Kính thưa quý vị, Kiev nghi ngờ rằng Nga sẽ lợi dụng cuộc gặp dự kiến giữa cựu tổng thống Ukraine Petro Poroshenko với thủ tướng Hungary để gây tổn hại cho các lợi ích của Ukraine. Cơ quan an ninh Ukraine SBU ngày 2 tháng 12 xác nhận đã cấm cựu Tổng thống Petro Poroshenko xuất cảnh một ngày trước đó khi ông xuất hiện ở cửa khẩu biên giới Ukraine và Ba Lan. Theo SBU, ông Poroshenko dự định xuất cảnh để tham gia các cuộc thảo luận với Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, người có mối quan hệ gần gũi với Tổng thống Nga Vladimir Putin và phản đối các cuộc đàm phán về việc kết nạp Ukraine và Liên minh châu Âu
cũng như NATO. SBU cho biết họ nghi ngờ rằng Nga sẽ lợi dụng cuộc gặp dự kiến giữa cựu Tổng thống Poroshenko với Thủ tướng Hungary Orbán để gây tổn hại cho các lợi ích của Ukraine. Theo SBU, Nga đang chuẩn bị cho một loạt hành động khiêu khích để làm mất uy tín của Ukraine với các đồng minh nước ngoài. Nga đã lên kế hoạch lợi dụng cuộc gặp này để thực hiện các đòn tâm lý với Ukraine, SBU cho biết. Tuy nhiên, SBU không đưa ra được bằng chứng cho cáo buộc đó. Từ lâu, Thủ tướng Hungary Orbán đã phản đối việc bắt đầu đàm phán về việc kết nạp Ukraine vào EU. Mới đây, ông đề nghị thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với Ukraine thay vì kết nạp. Đảng của ông Poroshenko đã chỉ trích hành động của SBU và cảnh báo cơ quan này không can thiệp vào chính trị. Văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và văn phòng Thủ tướng Hungary Orbán chưa bình luận về diễn biến trên. Theo thiết quân luật, các quan chức Ukraine phải được sự chấp thuận đặc biệt mới có thể xuất cảnh. Ông Poroshenko làm Tổng thống từ năm 2014 đến năm 2019 và hiện là một nghị sĩ đối lập. Ông cho biết ông dự định đến Ba Lan để giúp đàm phán chấm dứt lệnh phong tỏa biên giới của nước láng giềng, sau đó đến Mỹ để vận động sự ủng hộ. Ông chỉ trích việc chính phủ Tổng thống Volodymyr Zelensky cấm ông xuất cảnh và cho rằng điều này không những cản trở công việc ngoại giao đối với toàn đội ngũ của ông mà còn ảnh hưởng đến năng lực phòng vệ của Ukraine. Ukraine phóng tên lửa S-200 tập kích vào lãnh thổ Nga. Theo Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine đã cố gắng thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa S-200 nhằm vào các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga. Nhưng cả hai quả tên lửa đều bị hệ thống phòng không đánh chặn trên biển Azov. Vào khoảng 18 giờ ngày 2 tháng 12 theo giờ Moscow, chính quyền Kiev đã thực hiện một nỗ lực tấn công vào lãnh thổ Nga bằng cách sử dụng hai tên lửa phòng không S-200 đã được hoán cải để tấn công các mục tiêu mặt đất. Lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn tên lửa của Ukraine trên biển Azov. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trước đó vào hôm 26 tháng 11, Ukraine cũng thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa S-200 nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Nga. Lực lượng phòng không Nga đã kịp thời phát hiện và đánh chặn tên lửa Ukraine trên vùng biển Azov. S-200 là tên lửa phòng không nhưng đã được quân đội Ukraine chỉnh sửa để tấn công các mục tiêu mặt đất tầm xa. Theo Army Recognition, phiên bản S-200 cải tiến này nặng khoảng 7,1 tấn và có thể mang đầu đạn nổ hoặc đạn phân mảnh. Có sức công phá mạnh, nặng tới 217 kg. Tên lửa được trang bị động cơ tên lửa nhiên liệu lỏng 5D-67 và sử dụng 4 tên lửa đẩy nhiên liệu rắn tách ra sau khi phóng. S-200 còn được tích hợp hệ thống định vị GPS và hệ thống dẫn đường quán tính để gia tăng độ chính xác. S-200 có tầm bắn từ 250 đến 300 km. Quân đội Ukraine cũng sửa bệ phóng tăng tính cơ động của tên lửa, biến nó trở thành vũ khí linh hoạt hơn. Việc cải tiến tên lửa phòng không S-200 đánh dấu bước phát triển đáng kể về năng lực quân sự của Ukraine, cũng như hiện thực hóa mục tiêu nội địa hóa việc sản xuất thiết bị quốc phòng của quốc gia này. Tình báo Anh, chính quyền Nga đang cố gắng bằng mọi cách ngăn chặn sự phản đối của các gia đình quân nhân nhập ngũ. Điện Kremlin đang cố gắng trấn áp các cuộc biểu tình của những người vợ lính Nga yêu cầu trả lại chồng của họ từ Ukraine. Họ đang cố gắng bịt miệng bằng những lời hứa sẽ trả những khoản tiền lớn, đồng thời phát động một chiến dịch làm mất uy tín trên mạng xã hội nhằm chống lại các cuộc biểu tình của phụ nữ Nga. Điều này được nêu trong một báo cáo của tình báo Anh do Bộ Quốc phòng Anh công bố. Những nỗ lực mà Điện Kremlin đang chỉ đạo nhằm trấn áp các cuộc biểu tình số lượng lớn của các bà vợ quân nhân nhập ngũ cho thấy chủ đề này đặc biệt